Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 29 tháng 7, AstraZeneca đã chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thêm 659.900 liều vaccine COVID-19. Đây là lần giao vaccine thứ 6 và là lần thứ 4 liên tiếp trong tháng 7 này thuộc hợp đồng đặt mua trước giữa AstraZeneca Việt Nam và Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam VNVC dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế. Hiện thỏa thuận này đã mang về cho Việt Nam gần 3,8 triệu liều vaccine, tương đương với khoảng 41% tổng lượng vaccine COVID-19 của AstraZeneca trong nước. Tổng cộng đã có gần 9,3 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca được chuyển đến Việt Nam qua hợp đồng với VNVC, cơ chế COVAX và viện trợ giữa chính phủ các nước, hiện chiếm 62% nguồn cung vaccine COVID-19 trên cả nước. Ông Nitin Kapoor, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam và các thị trường châu Á mới nổi cho biết, trong tháng 7 này, AstraZeneca đã liên tiếp mang về Việt Nam gần 3,4 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho cuộc chiến chống lại đại dịch của Việt Nam. AstraZeneca sẽ tiếp tục hợp tác với Bộ Y tế, WHO, UNICEF và VNVC để đưa vaccine về Việt Nam một cách nhanh chóng và an toàn nhất có thể, để người dân sớm được trở lại cuộc sống bình thường và đoàn tụ với gia đình. Đại diện Bộ Y tế cho biết trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, vaccine là vũ khí quan trọng để Việt Nam triển khai các giải pháp phòng chống dịch hướng tới miễn dịch cộng đồng để đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường. Đại diện Bộ Y tế cảm ơn những nỗ lực tăng tốc cung cấp vaccine của AstraZeneca và VNVC để giúp Việt Nam sớm đạt được mục tiêu kép vừa đẩy lùi đợt bùng phát dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế. Vaccine COVID-19 của AstraZeneca là loại vaccine COVID-19 đầu tiên được cấp phép sử dụng và cung cấp với số lượng lớn tại Việt Nam để hỗ trợ chương trình tiêm chủng quốc gia của Chính phủ và Bộ Y tế. Theo Bộ Y tế, tính đến sáng ngày 29 tháng 7, tổng cộng cả nước đã thực hiện tiêm hơn 5,3 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó tiêm một mũi là 4.825.209 liều, tiêm mũi thứ hai là 496.630 liều. Vaccine ước tính đã giúp cứu sống hàng chục nghìn người và giảm đáng kể số ca nhập viện trên thế giới. Vaccine COVID-19 của AstraZeneca cũng đã được chứng minh là có hiệu quả cao trong việc chống lại các bệnh nặng và các trường hợp nhập viện gây ra bởi tất cả các biến chủng đáng lo ngại. Trong đó, thì dữ liệu cho thấy hai liều vaccine của AstraZeneca giúp giảm nguy cơ nhập viện do biến chủng Delta tới 92,4%. AstraZeneca sẽ tiếp tục cung cấp vaccine COVID-19 một cách rộng rãi, bình đẳng và phi lợi nhuận trên khắp thế giới trong giai đoạn đại dịch. Tính đến nay, hơn 800 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã được cung cấp cho 170 quốc gia trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y khoa Lancet ngày 28 tháng 7, nguy cơ bị đông máu sau khi tiêm vaccine AstraZeneca liều thứ hai giảm mạnh so với khi tiêm liều thứ nhất và tương đương với rủi ro ở người không tiêm vaccine. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y khoa Lancet vào ngày 28 tháng 7 do AstraZeneca dẫn đầu và tài trợ cho thấy tỷ lệ hình thành huyết khối với hội chứng giảm tiểu cầu sau liều đầu tiên là 8,1 trên 1 triệu liều tiêm vaccine. Sau liều thứ hai thì tỷ lệ này là 2,3 trên 1 triệu, tương đương với tỷ lệ ở người chưa được tiêm chủng. Nghiên cứu đánh giá các trường hợp được báo cáo tính đến ngày 30 tháng 4 xảy ra trong vòng 14 ngày sau khi tiêm liều đầu tiên hoặc thứ hai sử dụng cơ sở dữ liệu an toàn toàn cầu của AstraZeneca. Cụ thể, 13 trường hợp đã được báo cáo trên toàn cầu sau liều thứ hai ở nhóm người 45 đến 85 tuổi, bao gồm 8 phụ nữ, trong khi khoảng 399 trường hợp được ghi nhận sau liều đầu tiên. Cơ quan quản lý dược phẩm EU đã xem xét các trường hợp này kể từ tháng 3 và đã tìm thấy một mối liên hệ tiềm tàng giữa với vấn đề này với vaccine AstraZeneca và Johnson & Johnson. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh lợi ích tổng thể của hai loại vaccine lớn hơn bất cứ rủi ro nào do chúng gây ra.